Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nào. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm TV của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là một phiên bản cực kỳ mới anh em à. Mới là sao? Là mình mới quay về với cái đam mê của mình là làm cái con nhân vật là GF. Hôm nay chủ yếu là mình vào trong đây để làm nhiệm vụ là 17, kèm theo đó là mình sẽ mở maximum hơn 1k điểm để xem là mình nhận được cái gì. Và anh em nào đang chơi cái con game là Ega of Logankia này có vào trong cái GUI để mà mình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thì anh em có thể là vào nha. Cái GUI của mình đang ở là 26, các anh em có thể là farm cái server nào cũng được, nhưng anh em tập hợp nhiều nhất là ở bên 26. Mình sẽ vào trong đây cho anh em xem cái ban hội của mình hiện giờ nè. Anh này đang ở là server 6 đây, server 4 nè, server 1. Server 1 này chắc là ở bản đồ anh em. Và đây là server 3, server 11 luôn. Có đầy đủ, vui mình cũng khá đông nha. Cũng on rất là đều đặn anh em à. Anh em nào có vô á thì liên hệ bên mình nha. Ở cái Zalo mình á, cho nó mình sẽ có ghim trong cái phần comment hoặc là phần mô tả. Các anh em có thể là vào trong đó xem để biết nha. Nhiệm vụ 11 và nhiệm vụ 17 cũng y chang với nhau. Nhiệm vụ 11 thì chúng ta mở 3 lần và nhiệm vụ 17 thì anh em sẽ mở lên 6 lần. Từ từ nó sẽ mở lên cái mốc nó nhiều nha. Hôm nay thì mình sẽ vào trong đây để mà mình mở cho nó mắc lên 1386 là sẽ nhận được những gì và ra sao. Trong khi đó là anh em có thể là farm từ món đồ S đem chừa lại đây. Món đồ S là những như gì đây? Các anh em có thể là chừa lại như gì? Các anh em bán vào trong shop là nó sẽ tính cho mình là từ 1 cho tới 3 điểm random. Nếu mà hên xui, may mắn thì nó sẽ cho các anh em cao, còn không may mắn thì cứ một món là một điểm nha. Cứ tích ngày này qua tháng nọ tích nhiều. Mình định là không có mở đâu anh em, nhưng sẵn cái clip này mình mở cho anh em xem luôn. Hiện tại là mình đang cộng GF ở bên cái hướng này. Anh em có thể là vào trong đây tham khảo nha. Khi mà đi farm quái anh em có thể là cộng sức mạnh qua danh nhãn. Mình sẽ chia là 5 năm. Ở năng lượng anh em cộng tầm khoảng là 500 hoặc là 800 quay đầu. Khi mà BK các anh em có thể là cộng là nhanh nhẹn và thể lực. Tùy theo mỗi người có cách cộng khác nhau. Và cái con GF này mình đã test 7749 lần nào nó cũng gai chang như vậy. Bây giờ các anh em có thể là chia đều ra 4 cột nó cũng lên đam y chang nhau. Các anh em có thể là cộng 2 cột nó cũng lên đam y chang như vậy luôn. Nhưng mà có một cái như gì đây. Các anh em cộng vào bên cái phần này là cái lượng hình thể của mình ra, cái điểm nhân đam của nó lên là được nhân 2 đam nha. Khi mà anh em cộng nhanh nhẹn và thể lực nó không có nhân 2 đam. Còn khi mà các anh em cộng sức mạnh và nhanh nhẹn thì nó có nhân 2 đam liên tục. Các anh em có thể là farm test và để ý. Đặc biệt cái con GF này vô đây một lần nữa, các anh em mặc hai cái găng tay là nó bị âm điểm. Còn các anh em mặc một găng tay đam nó sẽ to. Cái đó là một cái rất là nghịch lý anh em à. Mình sẽ đi về một cái map là Noga, mình xem là mở ra được những gì. Mình định chơi chừng nào tới sập game luôn mình mới mở thôi. Bây giờ là mở trước đi nha. Mở xong cái này rồi mình sẽ quăng bot luôn cho anh em xem là có được cái gì. Hôm nay á thì mình cũng không có đi bơi sơi, tại vì làm rồi ít có like rồi ít có đi bơi sơi anh em à. Đi bơi sơi thì mình nhặt bot, đa phần bot là mình nhặt ở trong bơi sơi nha. Còn ở ngoài mấy con bot thường á thì không có bot đâu. Các anh em vào ở trong đây, các anh em vào trong bot nha, mở ra cái điểm S của mình nè, rồi bắt đầu quay nha. Nó ra được cái gì thì ra nha anh em. Các anh em nhớ nè, Lucky God nè. Ở trên đây là những cái nguyên liệu mà cái này thì không cần thiết nha. Cái này là cần thiết nè. Cái này thì chưa có trình độ để vô mấy cái này đâu. Gây ông whip rồi nè. Rồi trao cạc rồi, cái này chưa có đâu. Chúng ta chỉ dùng đồ S thôi. Bowin S nè, các anh em thấy là Bowin của mình đang có là 1386 nè. Quay nè, một trao nha. B, tiếp tục là B. S nè, đỏ, ra được một Amos nha. Amos bây giờ bán cũng rất là cao. Các anh em hãy xuống cho. S nữa nè, like nè, trao nè. U, nó ra cái bữa trời còn phát cuối anh em ơi. Còn phát cuối, xem là nó ra cái gì. Nó không có ra được cái viên nào có giá trị. Nhưng mà cái này nó ra thêm một trao nữa, rất tuyệt vời. Như vậy là chúng ta có khá nhiều. Mình sẽ gộp lại hết cho anh em xem. Và đây là tổng quan của mình mở ra trong vòng là 1300 điểm. Mình lấy tròn 1300 điểm thì mình ra được một là Amos nè, giáp khiên, 9 trao, 2 sụt, 9 bơi và 2 like. Đấy, thì xem tới đây anh em là tặng cho mình là 2 like luôn nha anh em. Có thể là kèm theo chia sẻ nè. Anh em là chưa có đăng ký kênh thì có đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình luôn. Thì mình tính là hai cái này là được 40 agen nè. Cái này không tính là cái này quá ít. Và ở đây thì mỗi một viên thì cái này bán 49. Hai viên này chúng ta có thể là được 98 nè. Còn trao này á thì anh em bán với chỉ số thì cũng rất là cao, nhưng mà không cần trao để dùng mà mình ép mà anh em. Và cái viên này anh em bán hiện tại bây giờ là 60-70. Tích những cái món đồ S cho anh em có thể là bán vào shop chúng ta có thể là quy đổi ra những viên ngọc. Đây là tại mình đen anh em. Nếu mà mình đổi chút xíu là cái nguồn thu của mình nó sẽ nhiều hơn một chút xíu nữa. Tiếp theo là mình sẽ mở những cái hộp bot ra xem nó được những cái gì. Ok, như vậy là đã lấy bot ra cũng khá bot chứ không có đùa đâu nha anh em. Tiếp tục là mình sẽ quăng bot.
Qua lần đầu quăng á thì nó cũng là có một cái phần gì đó là may mắn là đã ra được gen cũng rất là nhiều và kèm theo đó là một trao. Tiếp theo là mình sẽ vào trong đây review mấy con đồ mình mới quăng ra là được một món đồ gác tiếp tục nè, hai món đồ gác tiếp tục và một cái khiên này đây. Cái khiên cũng là khiên gác luôn anh em, không có gì quá cao sang. Như vậy là chúng ta bán vào trong shop nữa, gia tăng lượng mana, không có gì hết nha. Tiếp theo thì anh em chịu khó đi lại đằng shop các anh em bán. Còn mấy cái mình sẽ quăng nốt luôn nha anh em. Cuối cùng thì mình đã quăng được hết boss anh em ạ. Và lần quay này thì mình thấy nó ra đồ 3 sao cũng khá khá nhiều. Và không biết là mình mở cái bát lần này nó có ra được cái gì giá trị hơn lúc trước không. Thì một cái lượt trước mình ra được một trao thì nó cũng khá là may mắn rồi. Và cái lượt này là xem là được cái gì đây, vẫn không có cái gì gọi là kỳ tích. Cái này cũng không có được nha, 3 sao nhưng mà nó không có kỳ tích anh em. Có cái thiện phiến này là 3 sao nếu mà nó nằm ở chế độ giảm sát thương thì lúa về, còn nó nằm ở khác thì cho nó vô shop tiếp nha anh em. Cái gì đây, khả năng né đòn lúc nhưng không có gì hết, và tiếp tục cũng không có cái gì gọi là quá cao siêu hay là một cái siêu phẩm gì hết. Cái khiên đỡ đòn 3 sao rất là ngon, là cáo địa long xem là có nhân vật của mình không. Rồi như vậy là cho văn shop hết nha anh em. Và anh em xem tới đây thì hãy mạnh dạn comment đánh giá là từ giờ mình mở cái bóc ở trong sự kiện ra sao và mình quăng bot như vậy nó sẽ như thế nào. Anh em hãy cho mình một cái lời bình luận, một cái lời góp ý để giúp càng ngày càng phát triển nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau.